qua nghiên cứu tìm hiểu việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước tại Ủy ban Nhân dân xã Tống Chân, huyện Phu Cư, tỉnh Hưng Yên, tạp chí Đời Sống và Pháp Luật nhận được nhiều ý kiến của nhân dân và cán bộ địa phương này. Họ cho rằng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tống Chân còn quan liêu, thiếu dân chủ và có biểu hiện của việc chuyên quyền. Xã Tống Chân nằm ở phía nam của huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên với diện tích tự nhiên là 8,9 km². Thời gian qua, công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề khiến dư luận địa phương cho rằng người đứng đầu Ủy ban Nhân dân xã hiện nay đang thực hiện chưa đúng đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước đã giao phó. Theo phản ánh, những vấn đề trên đều liên quan đến ông Ninh Hồng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tống Chân. Ông Giang mới giữ ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tống Chân được gần một năm nay. Trước đó, ông là Bí thư Đảng ủy xã Tống Chân liên tục hai nhiệm kỳ. Được biết, thời điểm ông Giang làm Bí thư Đảng ủy xã Tống Chân đã để xảy ra tình trạng các chi bộ thôn bầu cấp ủy từ 5 đến 7 đồng chí, bầu bí thư và hai phó bí thư chi bộ trong số cấp ủy. Việc làm trên đã vi phạm nghiêm trọng điều lệ đảng và các văn bản hướng dẫn. Theo Điều 24 khoản 4 quyết định số 29 ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quy định rõ, chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy. Chi bộ đồng đảng viên bầu không quá 7 chi ủy viên. Chi bộ trực tiếp bầu chi ủy trước, sau đó bầu bí thư, bầu một phó bí thư trong số chi ủy viên. Chi bộ có dưới 9 đảng viên bầu bí thư, nếu cần bầu một phó bí thư. Tuy nhiên, kết quả bầu ban chi ủy, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ tại thôn An Cầu, thôn Trà Dương, thôn Võng Thị, nhiệm kỳ 2017-2020 xảy ra tình trạng một chi bộ thôn có hai phó bí thư. Theo tính toán, việc bầu hai phó bí thư dẫn đến tình trạng xã Tống Chân phải mất thêm cả 100 triệu để chi trả phụ cấp cho những phó bí thư chi bộ này. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt San, phó bí thư đảng ủy xã Tống Chân cho biết, do chi bộ có số lượng đảng viên lớn nên đã xin ý kiến huyện Phù Cử. Vận dụng thì nó không có cái chế độ đối với không có chi bộ. Có nghĩa là được đồng ý ạ, được đồng ý. Trên đấy. Huyện là chỉ đạo là đồng ý cho. Trên có ý kiến là thế về cơ sở vận dụng. Vận dụng nhưng ở đây vận dụng có nghĩa là đồng ý hay là có văn bản đúng không? Không không văn bản. Chỉ huyện đấy. Đồng chí nào mà trả lời được? Đồng chí quyết ạ. Quyết là chỉ đạo. Phó ban tổ chức. Phó tổ chức. Liên quan đến việc chi trả tiền thêm một chức danh phó bí thư chi bộ, ông Nguyễn Thành Hải, bí thư đảng ủy xã Tống Chân cho biết, thời điểm đó ông đang giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, nên khi đảng ủy phê chuẩn y các chức danh thì xã tiến hành chi trả. Chế độ mà để trả cho những cái đồng chí mà phó bí thư đấy thì mình nguồn đấy mình lấy đâu ra? Thời điểm đấy làm chủ tịch ủy ban để cái căn cứ cái quyết định của đảng ủy, để đảng ủy phê chuẩn đi các cái chức danh thì sang ngày chúng tôi bám vào các văn bản để chúng tôi chi trả. Vâng. Cái nguồn quỹ đấy thì là nguồn quỹ kinh phí của xã là của huyện xã. Liên quan đến việc bầu hai phó bí thư chi bộ, ông Hải và ông San cho biết thêm, thời kỳ đó ông Ninh Hồng Giang giữ chức bí thư đảng ủy xã Tống Chân. Phóng viên cần thêm thông tin thì liên hệ ông Giang. Được biết, ông Giang hiện đang giữ chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tống Chân. Trao đổi với phóng viên, ông Ninh Hồng Giang khẳng định việc bầu hai phó bí thư chi bộ đã được xã báo cáo và xin ý kiến của ban tổ chức huyện Phù Cử. Còn giao đồng chí phó bí thư tổ chức. Xin hỏi một chút là cái này thì có văn bản chấp thuận của cấp trên không? Chắc là nên cho ý kiến như thế. Những bất cập trong việc bầu thêm một phó bí thư chi bộ dẫn đến việc dư luận cho rằng ông Ninh Hồng Giang có biểu hiện của việc chuyên quyền, thiếu trách nhiệm. Bởi hiện nay, một số phó bí thư không được chi trả quyền lợi của mình. Ngoài vấn đề trên, theo ghi nhận của phóng viên, công tác quản lý đất đai và quản lý xây dựng trên địa bàn Ủy ban Nhân dân xã Tống Chân còn nhiều tồn tại và bất cập. Tài liệu phóng viên thu thập được thể hiện, trước đó xã Tống Chân thực hiện rất nghiêm túc kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, theo dư luận địa phương, kể từ khi ông Ninh Hồng Giang nhậm chức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tống Chân đã để một số hộ dân tự ý xây dựng nhà, làm móng nhà ở kiên cố, công trình chăn nuôi, bến bãi, vật liệu xây dựng. Điều này vi phạm nghiêm trọng kế hoạch số 93A và chỉ thị số 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, gây bất bình
trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Về vấn đề này, ông Giang trả lời phóng viên rằng Ủy ban nhân dân xã đã lập biên bản và yêu cầu những hộ gia đình xây dựng trái phép phải phá dỡ và ký cam kết không vi phạm. Việc người dân phản ánh những bất cập xảy ra trong thi công một số dự án tiêu thoát nước tại xã Tống Chân, ông Giang hẹn sẽ tập hợp tài liệu, cung cấp thông tin cho chúng tôi sau. Nhưng theo những gì phóng viên ghi nhận được, thì việc thực hiện xử lý vi phạm về xây dựng và công tác quản lý đất đai tại xã Tống Chân vẫn chỉ nằm trên giấy, khiến dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã này. Tạp chí Đời sống và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.